Giờ cô Lê Nguyễn kính chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn của chị Thúy do lô phô hoa giấy nha. Những cái phôi rất là đẹp nha bà con. Dáng co lắc quái, củ bình, đế thì đế sữa nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Dạ, chào anh, chào cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi ạ. Bữa nay em lên một số phôi mong cô chú ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ không mất thời gian, em xin chào cây số 1 ạ. Cây 1 Cỡ đế em nha bà đo con. được là 24 ạ. Tổng chiều dài là 41 ạ. Số đế là 30 ạ. Một rễ co lắc. Em đo được đây là 40 ạ. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em bao gồm với ship nha bà con. Em chúc chậu quả bầu nha bà con. Này một rễ nha bà con. Lên tiếp mã số 2 ạ. Mã số 2 cũng là một rễ. Cổ em đo được là 18 ạ. Tổng chiều dài là 53 ạ. Sổ đế là 38 ạ. Đo được ngay vị trí này là 53 ạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 300k ạ. Thì cũng một rễ nha bà con. Bắt Một lượng nha rễ bà xoắn rất là nhiều vòng. con. Lên tiếp mã số 3 ạ. Tiếp theo cũng là một rễ co lắc luôn. Cổ em đo được là 25 ạ. Tổng chiều dài là 62 ạ. Sổ đế là 34 ạ. Em đo được ngay đây là 42 ạ. Cây mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 300k. 300k cho cây một rễ quấn rất là đẹp nha bà con. Quấn Lên nhiều tiếp vòng. mã số 4 ạ. Số 4 cũng là một cây một rễ nha bà con. Em có em đo được là 22 ạ. Tổng chiều dài là 52 ạ. Sổ đế là 35 ạ. Em đo được vị trí này 42 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 350k ạ. Cây này một rễ rất là lắc lượng nha bà con. Lên tiếp mã số 5 ạ. Một ghế quá nha bà con. Mình có em đo được là 13 ạ. Tổng chiều dài là 46 ạ. Sổ đế là 25 ạ. Ra được cái bệ là 52 ạ. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 200k ạ. Lên tiếp mã số 6 ạ. Số 6 một rễ có lắc quái. Cỡ em đo được là 23 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Sổ đế là 41 ạ. Đo được vị trí này là 35 ạ. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 7 ạ. Cổ em đo được là 23. Tổng chiều dài là 48 ạ. Sổ đế là 25 ạ. Đo được cái bệ nó là 63. Cây mã số 7 này em xin giao lưu là 250k ạ. Cây này cũng một rễ quắn nha bà con. Rất Lên là tiếp đẹp. mã số 8 ạ. Tám một rễ quắn luôn. Lắc lượng. Cổ em đo được 24 ạ. Tổng chiều dài là 44 ạ. Sổ đế là 29 ạ. Đo cái một rễ này đi. Đo một rễ này là được 23 ạ. Cây mã số 8 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 9 ạ.
Cổ em đo được là 17 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 40 ạ. Em đo ngay cho cái cục nụ này đi ha. Rồi em đo được là 44 ạ. Cây mã số 9 thì em xin giao lưu là 200k ạ. Đang tiếp mã số 10 ạ. Số 10 là một cây sữa Hoành đế cổ cũ. em đo được là 21 ạ. Tổng chiều dài là 31 ạ. Số đế là 22 ạ. Đo được cái vị trí này là 57 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 200k ạ. Lên tiếp mã số 11 ạ. Cổ em đo được là 18 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Cây một rễ xoắn. Số đế là 29 ạ. Đo được cái bệ nó là 55 ạ. Cây mã số 11 này em xin giao lưu là 250k ạ. Hôm nay clip hôm nay lên cái tông một rễ hơi nhiều nha bà con. Dán co lắc. Tiếp theo số 12. Lên tiếp mã số 12 ạ. Cổ em đo được là 18 ạ. Tổng chiều dài là 40 ạ. Số đế là 28 ạ. Đo được cái bệ là 50 ạ. Và cây mã số 12 này em xin giao lưu là 250k ạ. 250. Em lên tiếp mã số 13 ạ. Một củ lùng lùng lực bonsai. Cổ em đo được là 17 ạ. Tổng chiều dài là 37 ạ. Số đế là 25 ạ. Đo được cái bệ nó là 48 ạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em lên tiếp mã số 14 ạ. Tất cả các đơn hàng nhà vườn bao ship trọn gói luôn nha bà con, bao ship tới nhà. Cổ em đo được là 22 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Số đế là 30 ạ. Đo được vị trí này là 55 ạ. Cây xạ số 14 này em xin giao lưu là 250k ạ. 250. Lên tiếp mã số 15 ạ. Cổ em đo được là 18 ạ. Tổng chiều dài là 38 ạ. Số đế là 22 ạ. Đo được cái bệ nó là 52 ạ. Cây mã số 15 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 16 ạ. Một cú động lực. Gần có em đo được 27 ạ. Tổng chiều dài là 42 ạ. Số đế là 24 ạ. Cái bệ em đo được là 58 ạ. Cây mã số 16 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con. Em chúc chậu quả bầu nha bà con. Lên tiếp mã số 17 ạ. Cỡ em đo được là 16 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Số đế là 34 ạ. Đo được cái cũ nó là 46 ạ. Cây mã số 17 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 18 ạ. Cổ em đo được là 13 ạ. Tổng chiều dài là 38 ạ. Số đế là 21 ạ. Bệ nó được 49 ạ. Cây mã số 18 này em xin giao lưu là 200k ạ. Lên tiếp mã số 19 ạ.
cổ em đo được là 19 ạ. Tổng chiều dài là 54 ạ. Số đế là 29 ạ. Đo được cái bệ nữa là 47 ạ. Cây mã số 19 thì em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 20 ạ. Cỡ em đo được là 18 ạ. Tổng chiều dài là 48 ạ. Số đế là 30 ạ. Đo được cái bệ là 47 ạ. Cây mã số 20 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 21 ạ. Cây đế quấn cửu bình. Có em đo được là 19 ạ. Tổng chiều dài là 39 ạ. Số đế là 26 ạ. Đo được cái bệ của nó là 49 ạ. Cây mã số 21 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 22 ạ. Có em đo được 24 ạ. Tổng chiều dài là 37 ạ. Số đế là 24 ạ. Đo được cái bệ này là 55 ạ. Cây mã số 22 này em cũng xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 23 ạ. Có em đo được là 18 ạ. Tổng chiều dài là 37 ạ. Số đế là 26 ạ. Đo được cái bệ nó là 57 ạ. Cây mã số 23 này em xin giao lưu là 250k ạ. Nên tiếp mã số 24 ạ. Cỡ em đo được là 14 ạ. Tổng chiều dài là 42 ạ. Số đế là 24 ạ. Đo được cái bệ nó là 55 ạ. Cây mã số 24 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 25 ạ. Có em đo được là 15 ạ. Tổng chiều dài là 41 ạ. Số đế là 22 ạ. Cho cái bệ của nó là 55 ạ. Cái mã số 25 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp số 26 ạ. Mình có em đo được là 21 ạ. Tổng chiều dài là 52 ạ. Số đế là 30 ạ. Em đo được vị trí này là 45 ạ. Cây mã số 26 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 27 ạ. Có em đo được là 16 ạ. Tổng chiều dài là 48 ạ. Số đế là 29 ạ. Đo được cái bệ này là 53 ạ. Và cây mã số 27 này em cũng xin giao lưu là 250k ạ. Tiếp mã số 28 ạ. Có em đo được là 25 ạ.
Tổng chiều dài là 39 ạ. Số đế là 23 ạ. Đo được cái bệ này là 56 ạ. Cái mã số 28 này em xin giao lưu là 250k ạ. Lên tiếp mã số 29 ạ. Cổ em đo được là 24 ạ. Tổng chiều dài là 49 ạ. Số đế là 25 ạ. Ta được cái bệ này là 69 ạ. Cây mã số 29 này em xin giao lưu là 300k ạ. Lên tiếp mã số 30 ạ. Mình có em đo được là 15 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 25 ạ. Đo được cái bệ nó là 53 ạ. Dạ, cây mã số 30 này em xin giao lưu là 250k ạ. Em bao gồm ví ship nha bà con, em chúc chậu quá bầu nha bà con. Dạ, cây mã số 30 này cũng là cây mã của clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip và em xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị Thúy nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn, chúc hộ những cây phô đẹp nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con ạ.